Trong Tết Hồ Sự Trà của người Hà Nhì, bánh dày là món không thể thiếu và cũng là lễ vật cúng tổ tiên vào đầu giờ sáng ngày Tết đầu tiên. Mấy năm nay, nhờ sự phát triển bánh dày được giã máy móc thay vì bằng tay như trước đây, Tết được tổ chức vào ngày Thìn, tức là ngày con rồng của tháng 11 âm lịch. Theo quan niệm của người Hà Nhì, ngày Thìn là ngày tượng trưng cho sự bình an, giàu có. Cái này là lý Hà Nhì là trước khi là sôi, đã lên bếp sôi. Sôi chính xong là đi rán, xong là ma về xong là cúng bảo thời xong với gia đình mình ăn được. Với người Hà Nhì, ăn Tết Hồ Sự Trà mà nhà nào mổ con lợn to, chứng tỏ năm vừa qua nhà đó mùa màng bội thu, chăn nuôi tốt. Bởi thế, những con lợn được các gia đình mổ Tết thường là những con lợn to nhất, đã được cả gia đình dày công chăm sóc. Nhiều nhà năm nay mổ lợn nặng hơn tới một tạ. Khi mổ lợn, sẽ mang lợn vào trong nhà để cắt tiết. Việc đưa lợn vào trong nhà để cắt tiết cũng là một nghi thức đặc biệt. Theo quan niệm của đồng bào, việc đưa lợn vào nhà là để báo cáo ông bà tổ tiên kết quả của việc sản xuất chăn nuôi của gia đình trong năm qua. Trong quá trình mổ lợn, việc quan trọng nhất là lấy gan lợn để gia chủ và già làng xem. Phong tục xem gan lợn ngày Tết của người Hà Nhì đã được lưu truyền, thể hiện ước muốn bình dị, cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Mỗi hộ phải mổ một con lợn là mục đích để xem gan. Gan nó thể hiện trong năm mới là gia đình có thuận lợi hay khó khăn. Sau khi qua Tết là kịp thời làm cái lý để xua đuổi những cái không tốt, để cho gia đình năm mới là tốt hơn. Sau khi cúng, mọi người trong gia đình quây quần bên nhau để ăn bữa cơm đầu năm mới và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Mâm cỗ Tết của người Hà Nhì cũng có những nét đặc trưng riêng mang hương vị của núi rừng. Khi mà hầu hết các món ăn đều được chế biến từ lợn như thịt luộc, thịt nướng và đặc biệt là món ăn được chế biến từ sản vật của núi rừng như sâu măng, cháo măng, nấm hương. Ngày Tết của đồng bào Hà Nhì thường diễn ra từ 3 đến 5 ngày. Trong ngày vui đầu năm, mọi người tuyệt đối không để xảy ra to tiếng, cãi vã. Bởi theo quan niệm của người Hà Nhì, những người để xảy ra xô xát đầu năm mới sẽ phải gánh chịu một năm mới không may mắn. Bây giờ đời sống của đồng bào cũng có nhiều thay đổi. Bà con đã trồng được những cây có giá trị kinh tế cao như mắc ca, sa nhân tím. Nên những năm gần đây, Tết của bà con cũng đủ đầy hơn trước nhiều.